时间曾经寄来一切，原来人山人海里有特别，指尖翻动永恒字典，解开让我心跳的悬念，瞬间的特别是偶然的遇见，像呼吸不知不觉，牵着一双手在漫长的世界，抵过任何的语言，tập 12. Bác sĩ Cố. Bác sĩ Cố. Cô có muốn đi tắm trước không? Chuyện này không hay lắm nhỉ? Có phải giờ đãi canh tê tê của cô bị sánh ra rồi không? Tôi hiểu rồi, tôi tuyệt đối sẽ không làm bẩn nhà của anh đâu. Bây giờ tôi đi tắm ngay. Túi đạo cụ chỉ em tốt thật sự mới cung cấp. Kem đâng tông da, mặt mộc cũng có thể làm tiên nữ nha. Lâm Chi Hiệu, không ngờ em để mặt mộc cũng xinh đẹp như vậy. Mình không bôi kem đơn tông cũng là tiên nữ đấy nha. Kẹo thơm miệng mát họng. Thật ra có một bí mật anh vẫn luôn muốn nói với em. Anh thích em từ rất lâu rồi. Lâm Chi Hiệu, mày nghĩ cái gì thế? Tỉnh táo chút đi được không? Chúc cậu có một đêm tuyệt vời. Cái quái gì thế?
Bác sĩ cố à, ở đây. Bụng vậy rồi mà anh vẫn còn làm việc sao? Tôi còn ít việc phải làm. Tôi có nấu mì cho cô rồi. Cô nhớ ăn đấy. Anh không đói à? Tôi không đói. Đúng rồi, cô ăn xong thì để đó là được, không cần lo đâu. Dân, tôi biết rồi, thưa giáo sư. Tôi biết. Dân, em gái, một bình trà, uống một ly. Em ấy không một mình. Làm gì đó? Xin lỗi nha. Sao em bảo có hẹn với người ta? Đúng rồi, tôi hẹn một người bạn học cũ nhiều năm không gặp. Không được à? Đi. Làm gì đó? Ở quán có việc. Về làm việc. Việc gì? Anh là sếp. Anh nói có việc là có việc. Vâng, thưa sếp. Hôm nay tôi không tăng ca đấy. Anh có giỏi thì đuổi tôi đi. Được. Vậy mai chúng ta gặp. Em ấy cứ uống đi, nhưng đừng uống nhiều quá. Đừng uống say. Về già thì chú ý an toàn. Đúng, thưa giáo sư. Cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Tạm biệt. Bác sĩ cố, xong việc rồi ạ. Cô chờ tôi nãy giờ à? Xin lỗi, quên mất không nói với cô. Hôm nay cô ở phòng tôi đi. Ga giường và giỏ chăn đều mới được thay hôm nay. Anh thì sao? Ý của tôi là đã muộn lắm rồi. Anh vẫn không ngủ ư? Không phải. Muộn thế nào mà anh vẫn phải vất vả làm việc như thế hả? Bác sĩ thường là thế mà. Tôi cũng quen rồi. Tôi còn một số tài liệu phải dịch. Cô đi nghỉ trước đi. Vậy tôi giúp anh nhé. Lại thế này. Hồi đam nhất là tôi đã thi qua tiếng Anh cấp 4 luôn rồi. Hơn nữa còn thi một lần qua luôn ấy. Tôi có thể giúp anh. Dịch gì thế? Trên máy tính hay là trong sách? Trong sách đúng không Trà? Trà. Bên này. Bên này. Bên này hả?
Được thôi. Mấy cái này đúng là phức tạp thật đấy. Không sao không sao, tôi tra một xíu, tra ra ngay thôi. Chờ chút nhé. Anh Trung, NF Lua Audicin. Mấy cái này đều là thuật ngữ chuyên dụng trong y học, không giống tiếng Anh cấp 4 mà các cô học cho lắm, nên là không sao đâu. Dân dân, đúng là hội học đại học chúng tôi chưa từng học mấy thứ này. Không sao, cứ để đó cho tôi được rồi. Cô đi nghỉ đi. Được thôi, vậy anh làm việc cho bác sĩ Cố, tôi không làm việc anh nữa. Cố Ngụy và Cao Hy. Bác sĩ Cố, đây là trứng hấp người ta làm cho anh đó. Anh nhất định phải ăn đi kẻo nguội nha. Cái kiểu dáng dịu dàng chu đáo này hoàn toàn không phải mày mà. Lập chị hiểu. Bác sĩ Cố này, đây là trứng hấp tôi làm cho anh đấy. Nếu như anh không ăn thì lãng phí nó đấy. Đây thì làm bào quá. Tự nhiên. Tự nhiên chào. Tôi đã định gọi cho cậu đi. Cậu đừng cuốn. Giờ tôi sẽ quay lại ngay.
Ở bệnh viện có chút chuyện, tôi đi trước nhé. Đúng rồi, tối nay có khi tôi không về đâu. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Đúng rồi. Sáng mai lúc cô đi, nhớ đóng cửa cẩn thận nhé. Chú ý an toàn. Trứng hấp hâm nóng hai lần thì tan mất. Mỗi 3 tháng thôi, đợt có thay đổi gì chứ? Các cậu vẫn y như ngày trước. Ngày nào cũng mặc đồ đôi. Quê chết đi được. Quê, làm sao? Mình thấy rất đẹp mà. Kim Thạch, cậu khai báo thành thật đi. Có phải ấn tiễn ngày ngày ép cậu mặc không? Làm gì có chuyện đó, mình chủ động mặc đấy. Trên đời này sẽ có đàn ông chủ động yêu cầu mặc đồ đôi ư? Có chứ, có á. Kim Thạch và bọn tớ đấy còn gì? Sao hả? Sao hả? Được rồi, 3 tháng không gặp các cậu, mình không chịu nổi tần suất khoe thân mật của các cậu đâu. Để mình bình tĩnh lại. Mình thấy đẹp lắm. Đúng vậy. Đúng rồi, mình còn chưa hỏi cậu. Hôm qua thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không phải. Các cậu nghĩ gì thế? Làm sao? Phát triển không suôn sẻ với anh ta à? Không sao, cậu nói mình nghe. Mình hơi bị nhiều chiêu đấy. Tam Tam, sao để cậu được bày mưu kiểu này cho mình nữa? Mình và anh ấy không phải cùng một kiểu người. Đó chính xác thì giữa bọn mình cách nhau một khoảng cách rất xa. Anh ấy bề bộn công việc như vậy mà mình không giúp được. Điều duy nhất mình có thể làm là cố gắng hết sức đừng làm phiền anh ấy. Không sao nữa rồi, chiều mình phải đi học, không nói chuyện với các cậu nữa nhé. Tại cái tay này của mình mà cả tháng trời mình chưa luyện đàn đây này, mình phải nhanh chóng bổ sung kiến thức bị hỏng. Có vấn đề gì thì phải báo cho mình nghe nhé. Tạm biệt. Hỏng hết. Mình đi nhé. Tạm biệt. Tam Tam, Tam Tam. Hiểu Hiểu có chuyện gì thế? Người cậu ấy nhắc đến là ai? Sao để bảo cậu ấy kể cho cậu? Có biến thật này. Lúc ở sân bay, mình còn gặp một người đấy. Ai thế? Đàn anh Thiệu Giang. Thiệu Giang về rồi á? Thế là có kịch hay xem rồi đây. Hiểu Hiểu, lâu lắm không gặp cậu. Đúng rồi, tay cậu đỡ chưa? Yên tâm đi, uống thuốc cộng thêm phục hồi chức năng. Cậu sẽ bây giờ khỏi rồi.
Kiểu làm mình lại là một bậc anh hùng rồi. Trước đó mình nhờ cậu giữ bản nhạc lại cho mình, cậu giữ giúp mình chưa? Mình muốn mau chóng tập luyện. Cậu đừng vội, cậu vẫn chưa biết nhỉ. Trường mình mời một nghệ sĩ violon long vừa nhận được giải lớn quốc tế từ nước ngoài về để giao lưu. Nghe nói còn có buổi diễn trong nước. Hơn nữa thành viên tham gia biểu diễn đều do anh ấy quyết định. Thầy giáo nói nếu lần này thể hiện tốt thì chúng ta có thể trở thành thành viên tham gia buổi biểu diễn của anh ấy rồi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ai cũng có cơ hội, cậu phải chuẩn bị cho tốt đấy. Được, mình sẽ cố gắng. Có cơ hội thì cũng là chuyện của dàn nhạc giao hưởng của chúng tôi. Liên quan gì đến một đứa gõ gãy tam giác như cậu? Ôi ngại quá, bây giờ tôi đã được về nhóm cello rồi. Gõ kẽn tham gia chỉ là tạm thời thôi. Với lại bây giờ tay tôi đã khỏi rồi. Cậu không biết à? Vị trí của cậu bị người ta thay thế rồi. Bài cello đủ người rồi. E là cậu vẫn phải gõ kẽn tam giác thêm một thời gian nữa. Cậu nói vậy là sao hả? Các em, người này chính là nghệ sĩ biểu diễn violon trẻ tuổi nổi tiếng thế giới, cũng là đàn anh của các em, Thiệu Giang. Hiệu Hiệu, chờ khi nào em thi đỗ vào Đại học Hoa Thanh, chúng ta sẽ cùng quà tấu ở đây. Chào mọi người, tôi tên là Thiệu Giang. Lần này, Thiệu Giang tới trường chúng ta giao lưu, các em nhất định phải học hỏi em ấy cho tốt đấy nha. Anh có đang nghe em nói không đó? Cậu nói đi. Bác sĩ Kim dùng phương án của anh. Giờ tình hình giường số 47 đúng là đã có chuyển biến tốt rồi. À đúng rồi anh, em quên mất không báo anh. Hôm nay để thể hiện lòng biết ơn, anh ta còn mua cho anh một cốc cà phê ở nhà ăn đấy. À gì chỉ, có mỗi vài chuyện giặt chảnh này nên em không bảo anh quay lại tăng ca nữa. Em ủng hộ anh rồi. Anh này, em thấy con người Nghiêm Bỉnh Quân ấy, năng lực chuyên môn thì vẫn ok, mỗi tội hơi kiêu căng, chứ thật ra con người cũng tốt lắm. À đúng rồi, buổi hội chẩn sáng mai chuyển sang 11 giờ anh nhé. Biết rồi. Lâm Chi Hiệu, em vừa mới quay lại. Em đừng tham gia lần thứ âm tuyển chọn này nữa. Xin chào, khi ba quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sao? Hiệu Hiệu, xin lỗi cậu nha, trước khi mở hàng có nhiều việc phải làm quá, mình gọi lại cho cậu sao? Chắc bác sĩ Cố còn bận hơn ấy nhỉ? Bạn Lâm Chi Hiệu nghĩ gì thế? Đặng anh Thiệu Giang, giờ nãy anh có cười với em trong phòng tập mà em không thèm để ý anh. Anh còn tưởng em quên anh rồi. Sao thấy được ạ? Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Nhưng mà đến như lần trước không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chẳng phải em có thể đứng trên sân khấu với thân phận nghệ sĩ cello rồi sao? Đây cũng là sự khẳng định về thực lực của em mà. Lần trước biết đâu là thầy giáo thấy em đáng thương, còn lần này mới là thái độ và sự đánh giá thật sự đối với em. Hiệu Hiệu này,
Em rất ít khi mất tự tin thế này. Đàn anh, chúng ta không gặp nhau rất lâu rồi. Chỉ mấy năm thôi mà. Anh gọi cuộc điện thoại nhé. Alo, các anh ở đâu? Được, chờ tôi. Còn có bạn đi cùng. Đi nào, anh đưa em tới một nơi. Lão Hạ, Thiệu Giang, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Lão Lý, chị, chúng ta chơi luôn nhé. Chứ sao, lên đi. Được, đây là bạn của tôi, Hiệu Hiệu. Xin chào, hôm nay chúng ta cùng chơi nhé. Được chứ, tới đây. Lên đi. Được, vậy bọn anh lên trước nhé. Cố lên da. Bắt đầu đây. Tới đây, chúng ta cùng chơi. Thôi, em không lên đâu. Em thấy mình bà lên sẽ mất mặt lắm. Không sao, có đàn anh ở đây mà. Chỉ cần mình vui là được. Lên đi. Vậy em thử chút nhé. Nào, làm việc xong nhớ ăn nhé. Bác sĩ Cố, bác sĩ Cố, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không ai nhấc máy. Lâm Chi Hiệu, thế nào? Anh thấy tuyệt lắm. Lần này tôi về nước thì hôm nay nên để tôi đúng không nào? Chốt thế rồi nhé. Cậu
Không thấy được. Xin chào, đồ ăn của mọi người đã lên hết rồi ạ. Phục vụ có Pepsi không? Dạ có thưa anh, cho tôi một lon. Dạ dân vui lòng đợi một chút, cảm ơn. Bạn Tiểu Lâm, đừng giúp giác vậy. Bọn anh đều là anh em tốt của Thiệu Giang, đều là người của mình cả. Các anh với đàn anh quen nhau thế nào vậy ạ? Lão Hạ, hình như chúng ta quen nhau sớm nhất đúng không? Đúng đúng, hồi đó anh mới ra nước ngoài thì Lão Hạ đã là nghệ sĩ hàng đầu trong giống người qua ở nước ngoài. Thưa anh, Pepsi của anh ạ. Dân cảm ơn. Lúc đó đủ các giải thưởng lớn quốc tế đều bị anh ấy lấy hết một lượt. Thôi được rồi, hồi đó anh còn ngưỡng mộ anh ấy lắm đó. Đại thần ạ? Không có. Hết thời từ lâu rồi. Sau cuộc thi đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, thính giác bị tổn thương nên không đi theo con đường chuyên nghiệp nữa. Sau đó thì về nước luôn. Xin lỗi nhé, em không sao. Dù sao thì bây giờ chúng ta vẫn đang chơi nhạc với nhau mà, đúng không? Đúng. Chúng ta vẫn kiên trì với âm nhạc, đúng. Vậy sao bọn anh còn tới mấy quán bar nhạc xa khác biểu diễn? Tới lúc đó đi chơi với bọn anh nhé. Vậy nếu mà được thì tốt quá ạ. Đúng rồi. Bọn anh rất tò mò một chuyện nhé, muốn hỏi em một chút. À thì, bạn Tiểu Lâm em là bạn gái của Thiệu Giang hả? Cậu ấy... Không không, lần đầu tiên cậu ấy dẫn một cô gái tới gặp bọn anh đấy, đúng không? Không phải, không phải. Các anh hiểu lầm rồi, bọn em chỉ đơn thuần là quan hệ đàn anh đàn em thôi. Trước khi bọn em đã mấy năm không gặp rồi, vì mới gặp lại thôi, các anh được hiểu lầm. Không phải đâu ạ. Thiệu Giang, anh giải thích với mọi người đi. Bây giờ không phải. Bây giờ không phải. Vậy thì sau này sẽ phải rồi. Con cười anh ấy rất thích đùa ạ. Các anh không cần để ý đâu. Được rồi, uống đi. Đào, vậy chúng ta uống thêm một ly. Đào. Hôm nay vui không? Vui ạ, vui lắm đấy. Nhưng mà anh không vui. Tại sao? Hôm nay em phủ nhận dứt khoát đó. Lòng anh tan rác rồi. Anh về nước vì em đó. Em không biết sao. Nói vậy, sáng nay rõ ràng tự anh nói anh về để đi diễn tour mà còn lừa em. Anh coi em là đồ ngốc à? Vậy sao? Em còn không có tư cách tham gia thử âm tuyển chọn để tới buổi biểu diễn của anh kìa. Nhưng mà em phản ứng nhanh như vậy từ bao giờ thế? Đương nhiên rồi, em đã không còn là con người đơn thuần và non nớt ngày xưa nữa rồi. Em trưởng thành rồi đấy nhé. Với lại, bây giờ em có người mình thích rồi. Chỉ là hình như người đó không thích em. Ai thế? Ai mà có mắt như mù vậy? Nói anh biết, anh đi đánh anh ta một trận giúp em, cho anh ta sáng mắt ra. Được không nào? Hiểu hiểu. Em xem em cười lên xin biết mấy. Anh mong em sẽ luôn vui vẻ như vậy. Lão Lâm, Lão Lâm. Sao thế? Tôi kể ông nghe, hôm nay thức ăn tươi ngon lắm. Tôi mua nhiều. Lát nữa chờ Hiệu Hiệu về, nấu cho con bé nhiều một chút. Lâm Chi Hiệu, ngủ ngon. Không sao chứ, không sao. Sao em vẫn như ngày trước vậy? Khi không tự nhiên ngã đấy, anh không
không hiểu đâu. Lạc hậu rồi chứ gì. Kỹ năng chiến mạng của nữ chính phim thần tượng đấy. Em cố tình đấy. Dạ anh chính là nam chính phim thần tượng rồi. Cái gì chứ. Được rồi anh đùa thôi. Bác sĩ Cố, anh đi đâu hả? Tôi ăn no rồi, đi dạo cho tiêu cơm. Anh đây là Cố Ngụy, bác sĩ Cố, hàng xóm của em. Tôi là hàng xóm của cô ấy. Chào anh, lần đầu gặp mặt. Tôi là đàn anh của Lâm Chi Hiệu, Thiệu Giang. Xin lỗi nhé, thói quen nghề nghiệp không thích bắt tay với người khác. Lâm Chi Hiệu, nghe là biết giọng con, về giả cơm thôi. Bác sĩ Cố à, Thiệu Giang phải không? Cô, thầy Lâm ạ, lâu rồi không gặp. Là Thiệu Giang thật hả? Em về lúc nào đó? Em mới về mấy hôm thôi. Vừa mới là đã muốn tới thăm thầy rồi. Tốt quá, càng gà càng đẹp trai rồi. Bao, đúng lúc lắm, bao vào nhà đi. Cô vừa mới nấu cơm xong, vào đây. Đào, bác sĩ Cố, hay cháu cũng vào cùng gia đình luôn nhé. Không cần mời người ta đâu ạ. Người ta ăn xong chuẩn bị đi dạo rồi. Vậy cháu không khách sáo nữa. Đúng lúc cháu hơi đói, còn có thể làm kiểm tra hồi phục đơn giản với chú Lâm. Cô mong còn không được. Mau mau mau, mời vào. Làm phiền cô Lý rồi. Cùng ăn nào. Thầy phát hiện em thật sự cao hơn rồi. Lại cao ạ, sao thế được. Đào món cuối đây. Canh vịt. Để tôi gỡ ra nhé. Hiệu Hiệu, chia cho mọi người đi. Dạ. Thầy Lâm, cái này cho bố. Được, cảm ơn con. Còn một cái nữa. Cho bác sĩ Cố đi. Anh ấy là khách. Không cần đâu, tôi ăn nhiều lần rồi. Về sau tôi cũng có rất nhiều cơ hội để ăn. Bác sĩ Cố cho anh nhé. Lần trước anh tới bà Lý không đón món này. Đây là món tủ của mẹ tôi, anh nếm thử đi. Cho cháu sườn xào chua ngọt, cháu thích nhất này. Cảm ơn cô vẫn nhớ đấy nhé. Thơm quá đi. Cô à, lúc ở nước ngoài chẳng nằm mơ cũng muốn ăn món này. Ngon quá, ngon lắm ấy ạ. Được, cô ơi, lần này trở về, nói thật là cháu thấy cô lại trẻ ra rồi. Thật đó, nếu mà có bí quyết dưỡng da gì thì cô phải chia sẻ với mẹ cháu nhé. Chắc chắn mẹ cháu sẽ rất vui. Ôi, cô thích Thiệu Giang nhất đấy. Nếu cháu mà là con trai cô thì thật tốt biết mấy. Thế thì đời này của cô thật sự bản nguyện luôn rồi. Hay là thế này đi, cháu làm con rể cô nhé. Bà Lý, mẹ nói bừa gì thế? Sao mẹ lại nói bừa? Đùa thôi bà, chẳng buồn cười chút nào. Thầy Lâm, mượn qua dân Phật, em mời thầy ạ. Được được, chú Lâm, có say cứng quá không hợp với chú. Kiểm định ăn chút canh thì hơn. Lão Lâm, nghe lời bác sĩ đi. Thầy Lâm thấy không khỏe ở đâu ạ? Không có gì, thầy chỉ bị loét dạ dày thôi, bệnh cũ ấy mà. Em biết đấy. Nhưng mà thầy phải nói em đó, ra ngoài nhiều năm như vậy mà sao không có chút tin tức gì thế? Có chuyện gì thế? Lỗi của em ạ. Lúc mới ra nước ngoài áp lực hơi lớn, cũng không có thành tích gì nên không dám thả lỏng ạ. Thế nên em cũng lại liên lạc với gia đình. Nhưng lần này về, em sẽ ở lại một thời gian rất dài. Sau này cũng thường xuyên tới nhà mình chơi thăm thầy Lâm và cô ạ. Tốt quá rồi, có lòng là được. Thầy biết em là một thanh niên có lý tưởng và cầu tiến. Nhưng ở nước ngoài một mình phải chú ý sức khỏe. Đúng thế đấy. Làm việc nghỉ ngơi điều độ. Đúng, đúng không nào? Nếu không bố mẹ cháu sẽ lo lắng lắm đấy. Đúng không? Đúng. Cháu biết rồi ạ. Tiểu Giang, nếu em đã về rồi thì để ý Lâm Chi Hiệu nhiều chút nhé. Giúp đỡ nó nhiều hơn trong việc học. Cái này thì thầy yên tâm đi ạ. Cứ để em lo. Hôm nay đàn anh đã giúp con một chuyện lớn đấy. Chuyện nhỏ thôi. Đừng chỉ ngồi không thế. Mau mau mau, ăn cơm đi, ăn nhiều vào nhé. Tiểu Giang, tay em sao thế? Cái này chắc là hôm nay bị hộp đàn quẹt vào ạ. Không sao, để cô xem sao. Tay sâu phết đấy. Làm gì có, chỉ là bác sĩ Cố. Cháu xem chút chút đi. Đúng lúc trong nhà có bác sĩ, thật là tiện quá. Cô Lý, vấn đề nhỏ thôi ạ. Sao có thể mặc giày làm phiền bác sĩ Cố chứ ạ? Cứ để cháu tự làm là được. Hộp thuốc y tế vẫn ở chỗ cũ ạ. Đúng đó, cháu còn lại gì thầy Lâm của cháu nữa. Lấy ở đâu là bắt buộc phải đặt ở chỗ đó. Dân, vậy tự cháu đi xử lý một chút. Được không thế? Dạ được.
Ông xem thằng bé Tiểu Giang này đúng là càng lớn càng đẹp trai. Ông còn nhớ con nhỏ, ngày nào nó cũng ở nhà chúng ta mãi không chịu đi. Rồi ngày nào cũng chơi với Hiệu Hiệu không? Hồi đó ngày nào Hiệu Hiệu cũng bám theo tôi bảo: mẹ ơi, sau này con lớn phải lấy anh Thiệu Giang. Bà Lý, con nói mấy lời này bao giờ chứ? Bác sĩ Cố còn ở đây đấy. Mẹ đâu có nói vừa. Với lại bác sĩ Cố đã thân quen như vậy rồi sẽ không ngại chứ. Thấy chưa? Hơn nữa mẹ cũng có nói bừa đâu. Tiểu Giang này, em có còn nhớ không? Hồi nhỏ thầy chụp cho hai đứa kha khá ảnh. Quên rồi ạ. Em nhớ ạ. Con xem. Thiệu Giang còn nhớ đây này. Con mà không nhớ thì lát bố lấy album ra cho con xem. Không cần đâu ạ. Con nhớ là giá. Chắc chắn Hiệu Hiệu không muốn. Hồi nhỏ Hiệu Hiệu béo lắm. Chắc chắn con bé không muốn cho mọi người xem đâu. Con, bác sĩ Cố này, cháu có muốn xem cùng không? Chú Lâm, cháu đột nhiên nhớ ra, cháu ăn cơm xong còn phải về làm việc ạ. Nên để lần sau xem nhé. Cũng đúng, công việc của bác sĩ Cố bận rộn, thời gian quý báu. Vậy lát ăn cơm xong thì về sớm nghỉ ngơi nhé. Bao ăn đi. Đào Đào, bao ăn đi. Đây đây, ăn nhiều vào nhé. Cảm ơn cô, đừng khách sáo. Đào. Sườn ngon chứ? Ngon lắm ạ. Sau này Tiểu Giang rảnh thì thường xuyên tới nhà cô chơi nhé. Nhất định ạ. Ông xem thằng bé Tiểu Giang, đúng là lại cao hơn, đẹp trai hơn rồi. Ông có nhớ không, hồi thằng bé còn nhỏ thường ở lại nhà mình, còn Hiệu Hiệu thì cực kỳ thích thằng bé. Thế là bảo với mẹ: mẹ ơi, sau này con lớn nhất định phải lấy anh Tiểu Giang. Có nhớ không? Con quên rồi. Bà Lý ơi, làm gì Hiệu? Hỏi em một chuyện nhé. Từ chối phỏng vấn. Làm gì Hiệu anh hỏi em? Tâm trạng không tốt từ chối phỏng vấn. Sao em bạc kiều thế? Bé đáng yêu của anh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Anh hỏi em nhé, tại sao trước giờ em chưa từng ấn thích hay là bình luận bài đăng của anh? Ấn rồi bà. Có thích có bình luận mà. Không có. Có. Tại anh không thấy thôi. Không có. Một bài cũng không có. Có mà. Không có. Tại sao không có? Không có hả? Còn muốn lừa anh. Trí nhớ anh tốt lắm. Trí nhớ anh tốt hả? Siêu tốt. Quy định của trường em anh còn học thuộc luôn rồi. Tại sao em không ấn thích bài đăng của anh? Trong lòng anh không tự rõ hả? Ý của em là sao? Anh mở bài đăng của anh ra xem anh đăng những gì. Toàn là mấy thứ kiểu ruột bị biến đổi bệnh lý, dạ dày bị lở loét. Em ấn thích cho anh thế nào hả? Lần đầu mở ra cũng có cảm giác mình đang xem phim kinh dị đấy. Anh tưởng mình em thế này à? Em nói anh nghe, đồng nghiệp của anh cũng chặn bài của anh rồi. Ngay cả Tiểu Đỗ cũng bảo em. Cái gì? Tiểu Đỗ nói nhìn bài đăng của anh nhiều sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị. Anh ấy còn chặn anh rồi. Chưa nói ra đúng không? Làm sao thế? Anh đi dây, anh giận rồi. Đừng bà. Anh đi úp mặt vào tường suy ngẫm đây. Thôi bà, thôi bà, tự kiểm điểm mình. Em đùa thôi. Vậy sao em nhất định sẽ ấn thích cho anh được không Đào? Vậy sao ngày nào cũng ấn thích? Em nói ra nha. Thích, 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 thích. Bây giờ em ấn thích luôn cho anh. Bây giờ luôn. Không đủ. Được chưa? Được rồi, đừng giận nữa. Được thôi. Lát nữa ăn gì? Salad cá hồi. Em đang giảm cân. Mua cho anh một phần luôn rồi. Sing, 会用一生证明，只给你。
我想让他们羡慕你。